Đó. Chào các bạn nha. Trong thời gian chờ đợi cho món trứng cút nó nguội, mình sẽ làm một bài gáp đi Đúng rồi. cho nó sung sung chút. Rồi. Cho mình xin cái bếp số 2 nha. Vô nào bạn, vô nào. Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi đến trước cổng trời miệng anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Hello các bạn đã quay lại kênh VKTV nha các bạn. Ở tuyệt vời hôm nay mình sẽ làm một clip là trứng cút, tiếp tục món trứng cút các bạn. Một món trứng cút sa tế chiên nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị làm món trứng cút sa tế chiên các bạn ơi. Này mình sẽ quay cho bạn xem đây. Đây các bạn, đây là một cái cameraman của mình các bạn thấy không? Cameraman chuẩn bị chế tạo món trứng cút. Đây, món trứng cút nha các bạn. Trứng cút chiên sa tế đây các bạn ơi. Đó, bây giờ trứng cút mình đã bỏ vô hết hết trơn các bạn. Giờ mình sẽ để bắt nó lên. Đây. Bắt nó lên. Đó. Mình chuẩn bị mình bắt lửa lên cho sôi. Nó có lắc hay gì bạn thông cảm nha bạn. A few moments later. Nó đầu khi trứng đã chín mình rồi mình lột ra nha bạn. Đây đây là thành viên của mình các bạn. Áo tem luôn các bạn. Màu xanh áo tem của mình luôn. Đặc biệt là chính thức áo tem luôn các bạn. Rồi mình lột trứng. Đó. Lột trứng nha bạn. Đó các bạn không? Trứng mới luôn các bạn. Trứng mới đàng hoàng nha. Đó. Nên ta lên đầu máy thánh. Đây, đây nè các bạn. Nó nghiêm túc, như đây mặt này nghiêm túc hơn nè các bạn. Nó nghiêm túc quá trời luôn. Cứ mình bóp bóp ra là được rồi. Bóp ra là nó bể chứ hả? À. Đó, làm hết lột kính rồi. Cái lột sợ cái chín nó đau. Đó, giờ trứng đó mình làm xong rồi các bạn. Bạn thấy không? Lột và sạch bon, đẹp đẽ. Đây là trứng mới nên nó có hơi bị chốc nha các bạn. Đó. Thấy không? Trứng bị chốc. Này là mình bắt chảo lên cho nó sôi nha các bạn. Dầu sôi lên bạn ơi. Đây cạnh trên. Các bạn thấy trứng là cái bị nó đỏ nè bạn, nó phì quá trời luôn các bạn. Đó, cái đó. Thấy bạn thấy trứng không? Giờ mình chỉ chiên để cho nó vàng lên luôn các bạn. Để viên cho nó vàng lên. Đây, đây là một người trong cái tem lên các bạn. Đó. Đầu bếp biết chữ, biết chữ. Đầu bếp chữ nha bạn.
Nó thì đã chín rồi, không chơi các bạn, bây giờ mình chuẩn bị lên nước sốt nha các bạn. Đầu bếp chuyên nghiệp quá các bạn. Đi ra mày con, đi phải tao lấy mày. Đầu bếp chuyên nghiệp quá. Mình vô gần cho các bạn xem kỹ. Cái đó là đường nha các bạn. Bây giờ mình cho sa tế vào nha bạn. Sa tế tôm. Rất là ngon luôn bạn. Mùi vị này. Đó. Xào giống đầu bếp điêu luyện ra bạn. Giống bếp trưởng điêu luyện quá ha. Đó là nước sốt nha bạn, siêu cay luôn nha bạn, rất là ngon. Sốt siêu cay. Ngon quá bạn ơi, giờ thấy ngon quá bạn. Quá trời ngon rồi. Đây cho bơ giờ các bạn. Thơm mùi bơ quá các bạn ơi, cho bơ vô nó thơm mùi bơ luôn á. Giờ mình cảm thấy thèm thôi. Ở đây là mình đã hoàn thành cái món là trứng cút chiên sa tế rồi các bạn. Trứng cút chiên sa tế nha các bạn. Món trứng cút rất là ngon luôn của tụi mình nha các bạn. Mà cái cameraman thì đang bận công chuyện rồi, không có vô quay cho mình được. Mình tự làm luôn, xong rồi mình tự làm luôn các bạn. Tự quay. Và sau đây trước tiên mình sẽ nhờ người Văn Khoa kế bên sẽ làm một bài gác cho bạn nha. Đây để mình chuẩn bị cho bạn Khoa làm về gác cho bạn nghe. Giờ nè. Đó. Rồi, chào các bạn nghe, trong thời gian chờ đợi cho món trứng cút nó nguội, mình sẽ làm một bài gác đi. Đúng rồi. Cho nó sung sung chút. Rồi. Cho mình xin cái bếp số 2 nha. Cho mình xin cái bếp số 2 nha. Đi ra mày con, đi phải tao lấy mày. Vô nè bạn, vô nè. Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối.
Đi đến trước cổng trời mẹ anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đã hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa ta là nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu, người biết không ta thứ. Họ tống anh đi vì anh là vết nhơ. Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa. Gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi Khoa, đi đâu lâu vậy? Thiên đàng thượng giới Khoa đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt thì do mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Nếu các bạn thấy hay hãy cho tụi mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để mọi người cùng xem bạn. Hãy nhớ comment và yêu cầu bạn những món mình sẽ làm theo bạn. Sau đây mình sẽ mời bạn dùng cùng mình nha. Chào trước đi bạn. Thử nha. Đây. Ngon lắm các bạn. Rất là ngon luôn. Đây có hai loại các bạn, nếu không cái này đã cay sẵn, chim sa tế nó cay sẵn rồi, nếu muốn ăn cay thì mình phải chấm tương ớt, có tương ớt luôn đó. Đó, mời các bạn đó. Vô nói sao bạn, cay không? Cay. Ngon lắm bạn. Cay ngọt nữa, đã lắm. Các bạn thấy không? Thử đi Vũ. Giờ tới mình sẽ thử cho bạn xem nha bạn. Mình thì không có chấm bạn, mời các bạn nha. Đó. Nó ngon mà. Có gì có gì ngọt, có cay các bạn, và ngon luôn. Đó. Cảm giác là ngon luôn bạn. Bạn nào có ý tưởng nào hay các bạn hãy cho mình xin một ý tưởng của bạn để mình thực hiện các bạn. Hãy đừng quên like, chia sẻ với mình các bạn. Đừng quên một đăng ký nữa các bạn ơi. Để mình làm những video tiếp theo cho bạn xem nha. Này là nay mình để cho thành viên mới làm luôn nha các bạn. Nó thấm rồi đó. Dính đều quá vậy. Này. Ngày này không có là ngon. Chiên sa tế nha các bạn. Đó. Là ngon. Tuyệt vời luôn. Trong bia ha, ngọt coffee là hết sảy các bạn ơi. Đã lắm. Hay đó. Đó bây giờ tụi mình sẽ úp cái máy xuống nha các bạn và tụi mình sẽ thưởng thức hết món này đó các bạn. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Chào bạn. Chào bạn nha.